xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì Như sẽ làm một cái hành trình, đó là hiện tại thì tình hình dịch bệnh nó hơi căng thẳng á mọi người. Thì Như cũng sẽ chuẩn bị một cái tủ thuốc tại nhà. Giống như là Như hay lên mạng thì Như thấy là có rất là nhiều bác sĩ cũng như là rất là nhiều người họ hướng dẫn á. Thì bây giờ Như sẽ đến một cái tiệm thuốc để mà Như mua những cái thuốc cần thiết. Nếu như mà video này có giúp ích được cho mọi người thì mọi người nhớ cho Như xin một nút like, một nút subscribe nha. Rồi bây giờ theo chân Như nha, Như sẽ đi mua những cái thứ thuốc cần thiết. Và cái thuốc này chắc chắn là phải có trong nhà, dù là có dịch bệnh hay là không có dịch bệnh thì nó cũng là một cái những trong cái chữa trị rất là cấp tốc cho gia đình của mình và an toàn cho gia đình của mình luôn. Ok, được chị chủ tặng thuốc, tặng gì hàng mẫu tặng không được ảnh vậy hả, hàng mẫu ha, cho em bubidin với băng cá nhân. Phòng hở nhà ức chế quá quýnh chồng thì có đồ xúc rồi cho nó. Cũng có nó ở nhà cách ly, cách ly ức chế nó quá sợ quýnh nó chảy máu đó, rồi có bubidin. Thôi thôi, có bằng gạt cái bằng cá nhân được rồi. Vừa vừa thôi, tại vì đánh cái vết thương cũng không đến nổi đâu. Quánh thì cũng nương tay thôi. Qua được tặng nè mọi người. Cái này là chị gửi về cho nhân viên cứu như á. Cái này là mỗi ngày sau khi ăn rồi là cho các bạn nhân viên bỏ vô cái ly nước cỡ một cốc gì nè, một cốc gì đi. Cho nó dễ. Một cốc như thế nè. Như nước này ha. Rồi bỏ một viên này vô uống một lần một viên, ngày có thể 1-2 lần nhưng mà không được uống vào buổi chiều, tại vì buổi chiều sẽ gây khó ngủ và nó sẽ không tốt. Cái này là Tobita. Cái chanh sả gừng đó phải không? Multivitamin trong đây và cái chanh sả gừng nữa nè. Cho nên rất là được luôn á. Ok lắm á. Hỗ trợ tăng đề kháng. Có cả nhóm B, C, kẽm luôn nè mọi người. Cái này là hàng Việt Nam, hàng của Việt Nam sản xuất. Công ty SVM là của tụi mình tự tạo ra luôn, tại vì là Việt Nam mình thì trồng cái này thì rất là nhiều. Rất là nhiều luôn. Trên xã đường. Hơn quá. Để mua cho nhân viên dùng. Rồi, để tặng Như nha. Rồi, bây giờ nè, thêm một cái sản phẩm mới rất là ưu việt luôn. Cũng là của hàng Việt Nam luôn nè, của công ty SVM luôn. Nó là cái sản phẩm từ bột mật ong. Chồng em bữa giờ đang tinh chất gừng nè, cam thảo nè. Quá xá luôn, là cũng hàng Việt Nam chất lượng cao. Dùng thử ha. Dùng thử ha. Cái này ngậm á đúng không? Ngậm nó là viên ngậm, là viên ngậm. Như trường hợp mà giờ một ngày 4 viên, một ngày 4 viên là mình có thể là sát khuẩn hô hấp những cái vi khuẩn lạ này kia nọ vô. Cái đường hô hấp mình á nó sẽ được hô hấp của mình sẽ được bảo vệ chút xíu. Ngậm đi, ngậm thử nó rất là hay, nó là từ mật ong cam thảo luôn. Rồi tinh gừng rồi kia nọ luôn, là từ cũng Việt Nam. Rất là tốt luôn á ha. Lúc này mình phải bảo vệ mình thôi, chị gửi tặng công ty của Như nha. Dạ, rồi cảm ơn chị. Rồi, em nói hồi nãy là cái sản phẩm mà giúp tiêu hóa, không có lạng tiêu hóa cho bé không? Ok. Có cái Robio dành cho trẻ cũng như qua Vimex tặng. Ok. Rồi. Cái này cho nó theo cái số ký của bé em thì uống một lần lối thôi nghe. Như cái này là nó bị tiêu chảy rồi uống được đúng không? Nếu mà nó tiêu chảy mà nó ví dụ như em chưa đi bác sĩ kịp thì em nên uống cái này để mà trước khi đến bác sĩ, nhưng mà chị vẫn khuyên em nên có vấn đề gì nên đi đến khám bác sĩ tốt, tại con mình còn nhỏ đó. Bà chủ này ngoài bán thuốc còn bán bánh ngon mà. Làm bánh bao đi trời. Hẹn em còn rau câu. Còn rau câu bánh bao nữa. Như ăn bánh đây không mà mọi người ngon. Bà chủ được cái đảm đen, bán thú và bán bánh ngon. Sở thích. Với lại tại vì Như thích quá nên phải làm. Như ép buộc làm, phải làm. Đáng lẽ là không ai biểu làm cho người ta ăn thử chi, người ta thèm rồi không có bán cho người ta. Chiều nay phải tặng Như bánh làm chứ. Bánh bao chứ ngon dữ. Nhưng mà không có cho hành ngò vô đúng không? Không có ăn ngò nè. Thì có bỏ ngò vô cho Như là Như không có chuyện đó. Trợ lý nào mua thuốc cho người không? Có. Nhân viên yêu cầu mua mấy này ở đây. Tại vì mua thuốc ở đây mọi người, chị bán rất là ok, nhưng nhà Như bệnh cho nhân viên lại đây mua mà. Chứ ít có mua ở đâu đó. Tại vì chị cộng thuốc là Như uống rồi thấy ok, uống gần rồi xong là hết bệnh cũng ok. Mấy cái thuốc chị giới thiệu hồi đó Như xanh thằng cu là 2 năm không có bầu, lại đây mua thuốc uống rồi. Cái thuốc gì á chị, 700-800 ngàn á. Giờ nó kiếm quá trời. Mà em quên cái hiểu rồi. Cái loại đó bây giờ á Như, nó cũng không nhập lại do dịch. Cho dịch đó Như.
có một số anh chị lại lúc là chị tư vấn thuốc rất là tốt, tư vấn thuốc là thuốc mình dùng mình cảm thấy là mình uống nó có hiệu quả. Lúc trước là 2 năm là để không dính, không ngừa nha mọi người, tưởng là bị cái cơ địa của mình nó bị hiếm muộn á. Xong cái chị cho uống là uống vừa hết một hộp là có bầu thằng cu. Như nói ủa còn em còn nữa kìa chị, em chưa uống hết nữa. Đúng mua 2 hũ đó, còn hũ cho người ta rồi. Bởi vậy mấy cái mà chị giới thiệu là Như thường mua nhiều, tại vì bà này bà có cái tật là hay hết hàng. Ê, mua nhiều nhiều chữ hàng. 3, 2, 4, 6. Cái hàng cao cấp này thì mình để nhà mình dùng cũng ok mà. Đừng đi nha. Nghe chanh xả gừng là thích rồi, tại vì nó cũng hỗ trợ tốt, thiên nhiên nữa. Cái này là Như nhớ giúp chị một điều thôi. Uống khi no và không dùng vào buổi chiều tối. Tại nó có C, nó sẽ làm cho mình khó ngủ và nó sẽ gây những một cái số cái bệnh lý khác không có tốt. Một hồi em về em pha cho nhân viên em uống. Uống thử. Cho nó họ hỏi nó cái cảm nhận rồi nó uống như thế nào. Tại vì mình hôm trước là mệt lắm nha mọi người, uống thử một viên C thấy nó tỉnh. Tại vì em làm việc rất nhiều. Em quay phim đó, tại vì dịch tới là em cho nguyên đội media nó về tại thành phố luôn, về tại đây luôn. Tức là em muốn người ở đây quay luôn. Vậy hả? Cho nên nó là xong rồi là quay tới 1-2 giờ sáng. Cho mình uống sơ mình cảm thấy nó khỏe. Chị thấy em làm việc rất là nhiều. Em còn phụ nữa, em không phải là chỉ đạo không nữa. Mà chị không còn cái clip của em á, là em thấy ginh trứng đúng không? Ginh trứng đồ từ thiện. Và hai đứa con chị nói mẹ ơi, mẹ gì như có video mới. Tức là phải cho chị hay. Ủa sao mình ăn cái kẹo này nó có cảm giác như là cái miệng của mình nó mát luôn vậy đó. Cái này là cũng là chị nói nó hơi giống như là, nếu mà chị nói nó hơi giống như là hơi trừu tượng tí, chị thường á hơi kép tí, chị ngậm viên này tại vì nó vừa phải. Mấy cái keo kẹo xíu, mấy cái keo kẹo mình ngậm nó có thấy cái miệng mát không? Mát mà em cái sẽ miệng nó mát vòng vòng luôn á, có mùi gừng, nó mùi tại nó có gừng, nó có gừng trong đây. Hồi nãy đang tại vì ngậm một hồi nói chuyện xong mà cái miệng vòng vòng nó mát mọi người. Mát mát không? Nó vừa phải, nó không cay lắm đúng không cưng? Nó chỉ lúc mà chỉ hơi mệt. Nhưng mà lúc mới ngậm vô hơi khó. Hơi khó ăn nha. Nhưng mà ngậm một hồi thấy nó ngon. Rồi lấy hộp đi. Lấy hộp đi, tôi lấy hộp luôn chị luôn rồi. Dụ. Ngậm xong rồi lấy hộp đi. Không, cái kẹo ngậm nó mát cái miệng đảo chứ. Cảm thấy nó thích đó. Còn muốn gì nữa? Chị nói lại nè. Rồi canxi mà khăn đồ. Để có thể là lúc mà em mệt, lúc mà em ginh mấy cái khay trứng đó, nó mệt quá đó, có thể là em không quen làm, nó gọi là hạ canxi, nó hơi mệt, nó thiếu oxy á, muốn cái đó vô ok. Trời đất, nó khỏe lắm nha. Ok, trời ơi mua quá trời luôn. Thôi này chị cho em xin để vô về cho bà con cô bác gần xa ngậm một hồi cái miệng nó mát thì chứ đã trời. Không, vừa phải nó nghe nè, là để chỗ làm việc một cái dĩa nhỏ hoặc là lúc mà khách á, người ta mới đi vào mệt hay là muốn cho nó mời tự tin này kia nọ, ngậm nó thấy nó khỏe, nó giao tiếp rồi này kia nọ, nó thấy nó tự tin ghê đó. Chị thường á, chị ngồi tí chị làm việc xong á, chị ngậm chị ra tiếp khách hàng này kia nọ, thấy nó khỏe người và kể cả làm như nó đỡ chết chút xíu. Da nóng rồi, nóng nha. Yeah, nếu như mình có triệu chứng sốt mình uống cái này cũng rất là tốt, bà bầu uống cũng được. Em béo nữa không? Bé phải chơi to. Thanh ơi, chứ mua quên mua thuốc ngừa thai cho cơ cầu. Để chị em đi thôi. Dạ. Chút về kia chở đi mua. Cái này mà phải về uống nguyên một hũ thì được luôn. Ê, để mình nhỏ thử rồi, bình thường thấy nó màu xanh, cái này nó dành cho mắt mỏi nè. Cái giá là 10 nó vô ạ. Nó ngọt lắm. Cho mình xem. Mắt nè. Để vô túi của mình đi. Mấy ông nội ơi, thuốc nó cho
sốt đó, nội mới uống nha, buồn buồn mấy nội lấy ra buồn mấy nội quốc đi nha. Nè, một hộp Salonpas luôn. Biết sao lỡ có cách ly tập trung mà anh em mình ngồi chung đánh lô tô mỗi tay mỗi cổ đó. Dán này quánh bà rồi đó. Rồi xong 3 triệu đó. Người ta nói là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, cho nên Như nghĩ là những cái này rất là cần thiết đến mọi người á. Cho nên là mọi người nếu như mà mọi người vẫn chưa có căng thẳng ở nơi mọi người đó thì mọi người nên chủ động mua những cái này đi. Không ở nhà, nếu như mà sau này không phải là ngay dịch thì mình mới mua, mà những cái này vẫn là thủ ở nhà để cho mà người thân của mình sử dụng được nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã đón xem tập này của Như. Và nhớ là những cái vitamin C á, mà 1000 đơn vị á, là mọi người nhớ lưu ý là ăn thật sự no rồi hãy uống, và cách ngày hãy uống nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người là đón xem tập YouTube này của Như. Nhớ cho Như xin một nút subscribe và bấm vào cái chuông bên cạnh để luôn nhận được thông báo mới nhất từ Nguyễn Thành Như nha. Cảm ơn mọi người. Và nếu như mọi người còn những cái loại thuốc nào mà bạn cảm thấy là Như thiếu ở trong cái này thì comment để lại cho Như biết nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.